sư cho con hỏi vì sao Đức Phật dạy phải chánh niệm. À, khi mà quý vị dùng cái từ phải á, thì nó chưa ổn, bởi vì nó tùy người. Quý vị chờ tí xíu. À, khi mà mình dùng từ phải thì chưa ổn, bởi vì nó tùy người, tùy chỗ. À, thí dụ như á, hàng cư sĩ, à, cái người mà mới học đạo, mới vào đạo á, thì chưa có nói cái vụ mà chánh niệm đâu. Mà Đức Phật chỉ khuyên cái người mà mới vào đạo phải làm gì? Phải bố thí, phải giữ giới, làm hai chuyện đó trước đi đã. Chứ Phật chưa có đề cập đến chuyện phải chánh niệm. Không có. À, xin thưa là những hàng cư sĩ mà mới sơ cơ, Phật chưa bao giờ kêu họ phải chánh niệm, không bao giờ có. À, và Ngài cũng không có đề cập tới chánh niệm đối với cái những người cư sĩ mới sơ cơ như vậy. Mà ở đây ai là đối tượng phải chánh niệm? Đó là các vị tu sĩ, các vị tỷ kheo. Đó là những người phải sống chánh niệm. Bởi vì chỉ có đời sống chánh niệm mới là đời sống phù hợp với bát chánh đạo. Mà đời sống phù hợp với bát chánh đạo là đời sống hướng đến sự giác ngộ, sự giải thoát, sự chấm dứt khổ đau. Cho nên á, là cái phải này á, là nó chưa chính xác, bởi vì nó còn tùy thuộc vào đối tượng. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.